anh ơi. Đây, em chọn cho anh hai cây rất đẹp đấy nha anh nhá. Thứ nhất là có độ thoát thân. Thứ hai nữa là cành tán trên tròn đẹp. Cây này Tết hoa nở đẹp lắm anh ạ. À, em đo kích thước cụ thể cho anh. Về cái gốc của nó thì bé hơn ngón út của em ạ. Thoát được khoảng tầm 20, hơn 20 tổng chiều cao của cây. Tầm 80 anh ạ. Đấy, ưng thì em gửi chính xác cặp này luôn anh nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây nhất chi mai nhá thì vui lòng alo ạ. 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.